À, xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một số bài tập về phần mảng một chiều. Bài đầu tiên đó là bài nhập xuất mảng, thì bài này có yêu cầu như sau: chúng ta nhập vào một mảng có n phần tử, n nằm trong phạm vi từ 1 tới 50, và sau khi nhập xong thì chúng ta tiến hành làm xuất mảng về nhập. Thì yêu cầu như vậy, chúng ta thì tách nhỏ ra như sau. Thì tức là đầu tiên á, chúng ta cần phải kiểm tra xem số phần tử của mảng là n là có phải là số hay không, và nó phải nằm trong cái khoảng từ 1 tới 50 hay không. Cái thứ hai là chúng ta phải kiểm tra xem là từng phần tử của mảng có phải là số hay không. À, rồi sau đó chúng ta tiến hành là xuất cái mảng chúng ta vừa nhập. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào viết chương trình. Thì ở đây giao diện mình đã thiết kế sẵn, các bạn có thể thiết kế như sau. Chúng ta có một cái CMD button, các bạn đặt tên cho mình đó là nhập mảng đi ha. Rồi. Một cái CMD button thứ hai là các bạn đặt tên là btn xuất mãn nha. Và một cái test box dùng để xuất kết quả, các bạn để cho mình làm test kết quả ha, KQ. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành đi viết chương trình nha. Thì chúng ta sẽ đi viết dưới dạng function nha các bạn. À, là hàm con. Rồi cú pháp như sau. Mình gọi tên hàm là nhập mãn nha. Rồi không có tham số truyền vô. Kết quả trả về là cái string. Rồi. Giờ các bạn khai báo cho mình một mãn A ha. 1 câu 50. Integer kiểu là kiểu số nguyên. Rồi. Rồi n là số phần tử nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi kiểm tra nha. Đầu tiên là các bạn hiện ra câu thông báo là nhập số phần tử của mảng trước đi. Thì nó sẽ kiểm tra khi nào mà chúng ta nhập đúng là số thì thôi. Còn nếu chúng ta nhập là chữ hoặc là chúng ta nhập có ký tự đặc biệt thì nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập lại nha. Như thì các bạn dùng cho nó một cú pháp lập. Ở đây mình sẽ dùng do lốt hình siêu nha các bạn. Anh thiếu gì đây? Anh thiếu nghĩa là khi mà n của chúng ta là số đúng không? Chúng ta có cái hàng kiểm tra là enumerate số phần tử là gì vậy? Là s ha. Là vì sao là s từ từ ha? Bạn true đúng không? Rồi. Rồi. Ở đây chúng ta khai báo là n đúng không, mà tại sao chúng ta ở đây chúng ta dùng là s? Ở đây thực chất là ở đây chúng ta có một cái câu để hiển thị thông báo là ví dụ như s bằng nè input box ha. Rồi chúng ta ghi là nhập số phần tử của mảng ha. Rồi thì các bạn khai báo một miếng s ha, string nha các bạn. Rồi string chờ chưa, rồi nhập là chúng ta kiểm tra if đúng không, nếu nó không phải là số nó numeric ha, cái gì s đúng không, then and if thì ra đây chúng ta hiện nó thông báo đúng không. MSG rồi. Vui lòng một lại ha. Rồi. Rồi ngược lại là sao? Nếu như nó đúng. Nếu như nó đúng thì làm sao? Chúng ta gắn cái giá trị của S vô cho số phần tử của mảng đúng không? Bạn gì? Ta có lấy giá trị từ từ input box, là các bạn dùng cái mình là gì? Hàm var đúng không? Và gì? S. Rồi chưa? Rồi. Cái đây là nghĩa là chúng ta đi kiểm tra số phần tử của mảng này có phải là số và nằm trong khoảng 1 cho tới 50. Rồi chưa? Rồi, bây giờ cái kiểm tra thứ hai là chúng ta phải đi kiểm tra
từng phần tử của mảng ha, có phải là số hay không, đúng không? Rồi à, đây ta mới kiểm tra là số mà chưa kiểm tra số phần tử 50 từ bao nhiêu mình một cái if mà sau khi chúng ta lấy được cái số phần tử từ cái input box rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là if ha, n mà bé hơn 1 o đúng không, n mà lớn hơn 50 đúng không. Rồi người ta làm gì, ta hiện ra một câu thông báo đúng không. Rồi vui kiểm tra giá trị đúng không, và như thế nào ta sẽ thoát khỏi function nhé các bạn. Basic function rồi chưa. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đi kiểm tra từng phần tử. Thì muốn làm được cái này chúng ta phải dùng một cái vòng lặp, chúng ta duyệt từ phần tử đầu tiên cho tới phần tử cuối cùng. Ở đây mình sẽ dùng một lặp for nha các bạn, for y bằng, các bạn chú ý là chúng ta chạy chỉ số của mảng thì bắt đầu từ 0 nha các bạn, 0 hay 1 gì thì được, nhưng mà các bạn chạy thì cho nó phải thống nhất. Thì thôi đây mình chạy từ 1 đi nha. Rồi 1 do n ha. Rồi bây giờ chúng ta không làm gì, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra từng phần tử đúng không, và chúng ta cũng dùng cú pháp tương tự như trên nha các bạn. Rồi copy nha, rồi cũng đủ đúng không. Bây giờ mình sẽ sửa lại là gì, không phải là ở đây nữa, mình sẽ là nhập từng giá trị của mình đúng không. Các bạn này a như là cái mảng a của mình á, bây giờ chúng ta tiến hành là nhập phần tử thứ y nè. Rồi rồi nha, đây hiện ra là phần tử thứ a y nè, đi rõ đi ha, phần tử thứ ai đó. Rồi ở đây không phải là s nữa đúng không, mà sẽ là cái gì, cũng là s ha, bởi vì cái s cái này nó thay đổi đây các bạn. Nếu mà chúng ta muốn rõ không sợ trùng ở trên đây á thì các bạn đặt cái này một cái biến khác đi cũng được ha. Nhưng mà ở đây không cần thiết cũng được, bởi vì là khi chương trình chúng ta nó chạy thì nó chạy từ trên xuống dưới ha, theo trình tự, thì cái biến s này sau khi nó gắn lại giá trị cho n rồi á thì xuống đây nó sẽ không còn là cái giá trị chúng ta nhập ngay lúc đầu nữa, mà nó sẽ thay đổi theo từng phần tử AI của mảng ha, cho nên là chúng ta không cần khai báo lại cũng được. Rồi nếu không phải là số thì chúng ta hiển thị là không thông báo ha. Rồi còn ngược lại là gì, ngược lại thì không phải là gắn vô số phần tử của mảng nữa, mà chúng ta sẽ là gắn vô từng phần tử của mảng A đúng không. Rồi A thứ AI đúng không, bạn như bạn lấy giá trị là hàm dùng hàm va của s đúng không. Rồi xong, đây là như chúng ta đã xong được cái hàm nhập mảng rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ viết cái hàm để chúng ta xuất mảng ra. Các bạn sẽ viết cho mình là function ha, xuất mảng. Rồi chúng ta điền vô là gì, bài 3 s string nha các bạn. Rồi đây các bạn chú ý nè, thì chúng ta có là chúng ta dùng cái hàm nhập mảng và cái hàm xuất mảng này á, thì nó đều dùng chung một cái mảng A và số phần tử là n đúng không. Cho nên là thay vì trong mỗi cái hàm này chúng ta đều phải khai báo, thì bây giờ mình sẽ tách ra, mình khai báo lên trên luôn. Rồi các bạn, mình sẽ tách cái này ra đúng không? Mình khai báo ở trên luôn, có nghĩa là khi mà mình khai báo nó không nằm ở trên này á, thì
Mặc định là nó được sử dụng cho tất cả các cái hầm kho và các cái sự kiện nó nằm nằm dưới ha. Rồi chúng ta khỏi mất công là đi khai báo lại nhiều lần. Rồi chưa? Rồi. Thì các bạn ở đây là gì? Các bạn dùng cho mình một vòng pho đúng không? Xuất mãn là chúng ta duyệt vòng pho, ta xuất đúng không? Chúng ta bởi vì kiểu ra về là cái string đúng không? Cho nên các bạn khai báo một cái biến s đi. Đi mà str ha. String nha. Rồi. Bây giờ chúng ta duyệt vòng for đúng không? For i đúng không? Bằng bằng gì? Bằng 1 đúng không? Tu n. Rồi. Chúng ta làm gì? Chúng ta gắn từng phần tử AI vào trong cái chuỗi str đúng không? Str bằng str cộng cho AI đúng không? Str a thứ thứ y đúng không? Rồi cộng cho một khoảng trắng đúng không? Các bạn dùng là space 1. Rồi kết quả sau khi mà thoát khỏi vòng for thì chúng ta trả kết quả về cho hàm xuất mãn đúng không? Xuất mãn bằng str. Rồi chưa? Thì ở đây chúng ta có là biến y dùng để chạy vòng lặp nè. Biến y dùng để chạy vòng lặp nè, nhưng mà trên đây chúng ta chưa khai báo đúng không? Thì các bạn khai báo luôn một biến y ở ngoài luôn cũng được. Đi y ha. S integer. Rồi được chưa? Chúng ta không không khai báo thì chương trình nó vẫn chạy bình thường, nhưng mà tốt nhất các bạn nên khai báo để nó không không khai báo lỗi nha. Rồi bây giờ chúng ta chỉnh thành chạy ha. Chúng ta quay về cái form, bây giờ chúng ta click đúp vào CMD nhập mãn nha. Rồi các bạn viết cho mình câu là kho nhập mãn nha. Rồi bây giờ quay lại form ha, click đúp vào nút CMD xuất mãn ha. Rồi chúng ta sẽ kho rồi chúng ta sẽ là gì TST KQ đúng không, chấm gì các bạn, chấm test đúng không, rồi bảng gì, bảng xuất mãn đúng không. Rồi chúng ta chạy thử nha, rồi lưu lại nhập mãn đúng không, thì chúng ta hiện ra thông báo là nhập số phần tử của mãn đúng không, ta nhập ví dụ như 5 nha. Rồi nhập thứ ra một nè đúng không, một enter nha, 3 2 5 rồi xuất mãn nha. Ở đây đúng không? Cái này chỉ là S hoa nha các bạn, STR STR giống RT ha, STR các bạn sửa cho mình cái biến này nha. Tại vì cái hàm mà chúng ta cái hàm mà để chúng ta nhận một giá trị là số thành ký tự chuỗi á thì là str, nhưng mà do đây mình khai báo cái biến là str cho nên là nó hiểu trùng đúng không? Thì các bạn khai báo thành biến st thôi nha, st thôi. Rồi st. St nha, cộng cho str. Rồi chúng ta chạy lại đi coi. Chấp mãn 5. Rồi 1, 2, 5, 4, 3. Thì các bạn. Rồi ha. Coi như tới đây chúng ta được xong bài số 1 nha. Rồi chúc các bạn thành công.